Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái thư viện của Photoshop. Đây là phần library Photoshop. Thì thư viện Photoshop là gì? Thư viện Photoshop là một dịch vụ giúp bạn truy cập cái tài nguyên của mình trên nhiều các thiết bị khác nhau. Các bạn có thể thêm vào đó những cái bộ màu, những adjustment layer, những tibo, những brush, hay là phông chữ, hay là các layer style của riêng mình vào trong thư viện để có thể dễ dàng truy cập vào bất kỳ đâu, ngay cả khi không có mạng, nhờ cơ chế tự động bộ. Thì tại sao nó lại đồng bộ như này, mình sẽ chia sẻ với mọi người một chút. Khi mình sử dụng cái thư viện Photoshop này thì mọi người phải có một cái tài khoản Adobe Cloud. Thì ở đây mình đã có một cái tài khoản Adobe Cloud rồi. Thì đây là một cái dạng thư viện chứa những phần mềm của Adobe. Thì cái phần mềm Adobe Cloud này hoàn toàn là sử dụng miễn phí. Thì mọi người đăng ký lên một cái tài khoản này, và cũng không cần đăng ký, mọi người chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Facebook và Google là được, vì hai tài khoản này liên kết với nhau. Thì khi mọi người có dữ liệu trong Photoshop mà chỉ cần thả trong cái phần thư viện Photoshop thì lập tức nó được update lên tài khoản Adobe Cloud, dữ liệu gọi là lưu trữ đám mây của Adobe, và nó sẽ tự update vào những cái tài khoản nào mọi người đã sử dụng cái tài khoản này trên nhiều máy tính khác nhau ấy, thì nó sẽ tự update vào những cái máy tính nào đã đăng nhập cái tài khoản này. Những cái tài nguyên bạn đã thêm vào thư viện sẽ giúp bạn tái tạo sử dụng một cách rất là nhanh chóng. Vì sao này? Vì nó nằm ở cái thư viện Photoshop, ví dụ mình muốn sử dụng thì mình chỉ cần lấy nó ra là được thôi, còn mình không phải vào trong từng thư mục này. Ví dụ một cái bộ tibo là người đấy mình lưu trữ trong thư mục, mình phải vào từng thư mục mình tìm kiếm thì nó mất rất là nhiều thời gian. Thì đây, những cái dữ liệu nào quan trọng thì mọi người cho hết ra cái thư viện Photoshop này. Cái rất hay của cái thư viện Photoshop này là các bạn có thể chia sẻ cái tài nguyên này cho nhiều cái thành viên khác nhau trong cái đội nhóm của mình. Ví dụ với những dữ liệu mọi người lưu trữ ở đây, ví dụ tibo của mẫu mới, thì mọi người chỉ cần chia sẻ là lập tức cái thư viện Photoshop của các bạn khác trong nhóm của mình nó sẽ tự nhận và tự update cái dữ liệu này về qua thư viện. Nó làm cho cái quá trình mình chuyển file hoặc các thứ nó rất là nhanh, và việc tìm kiếm cũng trở nên rất là dễ dàng. Ví dụ ở trong phần này thì nó hỗ trợ việc gom nhóm này. Ví dụ ở đây mình tạo ra, tự mình tạo ra rất là nhiều mục, cũng giống như trong máy tính thôi, mình có thể chia ra rất là nhiều mục khác nhau. Thì với cái dữ liệu là phù hợp với từng mục thì mình sẽ tách rồi mình chia ra, nên là khi mình tìm kiếm nó rất là nhàn. Và ở đây thì mình có thể tạo ra nhiều cái thư viện khác nhau để phục vụ cho nhiều cái dự án, ví dụ như làm album này, thiết kế tibo, rồi rất là nhiều vân vân các dạng thiết kế design khác. Với cái thư viện Photoshop này thì mình có thể tạo ra nhiều cái mục khác nhau được, và cái hay của nó là cái việc chia sẻ tài nguyên này trở nên rất là dễ dàng, bằng cách là mọi người chỉ việc kéo thả. Ví dụ mình kéo vào trong thư mục thư viện Photoshop là lập tức được up lên lên thôi, kéo và thả và sử dụng cực kỳ nhanh. Thì ở đây là cái thư viện Photoshop hiện tại mình đang sử dụng. Ở đây mình đã chia ra rất là nhiều mục khác nhau, ví dụ màu Hàn Quốc, màu nhẹ nhàng, rồi Trung Quốc, Vintage, rồi dạng màu fashion, hay là những dạng tibo, mẫu album, những mẫu album đẹp thì mình cho hết lên trên này. Và cái tài khoản Adobe Cloud này thì nó chia sẻ, hiện tại nó chia sẻ khoảng 2 GB miễn phí. Nhưng mà cái phần thư viện Photoshop thì mình cũng chưa tìm hiểu được cái câu trả lời nào là được sử dụng bao nhiêu dung lượng. Nếu mà mọi người ai mà tìm hiểu được thì có thể comment xuống bài viết giúp mình nhé, tìm kiếm hộ mình. Thì mình cũng chưa tìm được cái phần nó chia sẻ cho bao nhiêu ghi miễn phí khi sử dụng cái thư viện Photoshop này. Thì tiếp theo xuống đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng thư viện Photoshop như thế nào. Thì bản chất là mọi người phải sử dụng một cái bản Photoshop bản quyền thì nó mới có sử dụng được cái tài khoản Adobe Cloud, vì nó là làm online. Ví dụ mình vào bản crack mà mình mở online lên thì lập tức cái Photoshop của mình nó mất crack và nó không sử dụng được. Ví dụ mà mình sử dụng được ấy, Photoshop thì nó lại không có sự kết nối, không sự kết nối với Adobe, nên là chuẩn thì mọi người phải sử dụng bản CC bản quyền. Nhưng ở đây mình chia sẻ cho mọi người một cái bản Photoshop CC18 hiện tại mình đang sử dụng, thì nó có thể bẻ khóa, vẫn là crack nhưng nó có bẻ khóa và kết nối online được và không bị phát hiện bản quyền. Mình đã test rất là nhiều bản Photoshop thì rất ít, gần như là mình không tìm được cái bản nào phù hợp cả. Cả CC19 hay CC17 thì nó đều mình sử dụng gần như là mình đã vẫn chưa chưa crack được. Thì với bản CC18 này thì sau cái livestream này mình sẽ chia sẻ cái link của cái bản cài đặt CC18 mọi người tải về để sử dụng. Thì để sử dụng được cái thư viện Photoshop này thì mọi người lưu ý là mình phải có một cái tài khoản Adobe Cloud, và cái tài khoản Adobe Cloud này sử dụng nó cực kỳ dễ dàng, mọi người có thể đăng nhập bằng Gmail, bằng Facebook là được. Thì tiếp theo này thì đây là phần library, thì mọi người chú ý đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Thì ở đây phần thứ nhất phần mini library này, thì đây là phần danh sách thư viện của các bạn, ví dụ các bạn có thể tạo ra nhiều một cái danh sách khác nhau. Phần thứ hai là phần tìm kiếm, phần thứ ba là cái tài nguyên hiện có. Ví dụ như của mình thì mình đang có rất là nhiều cái tài nguyên đây, ví dụ library mình mở đây thì ở đây mình có rất là nhiều tài nguyên khác, có rất là nhiều Hàn Quốc rồi Trung Quốc, Vintech, rất là nhiều cái dữ liệu khác. Xuống lên vấn đề thì là thêm thư viện từ thư mục, thì mình có thể thêm rất là nhiều các dữ liệu khác bằng phần DEF này, G, hay là thêm màu nền.
Và đây có một cái phần chữ Y cũng rất là quan trọng, đây là phần đồng bộ. Ví dụ mà mình không đồng bộ, mình ấn tắt ra đi thì nó chỉ sử dụng trên máy tính này và không đồng bộ lên cái tài khoản Android Cloud. Thì cái này tùy mọi người nhé. Tiếp theo sang phần K thì đây là cái hiển thị thì các mục trong danh sách. Phần là thêm tùy chọn. Còn phần M thì đấy thì là vẫn là giống như phần K thôi, nó cũng là cái cách hiển thị hình ảnh giống như cái tệp tin trên điện thoại hay là trong thư viện trên máy tính của mọi người thôi. Thì ở đây mình sẽ vào tạo thư viện thì mình sẽ làm trực tiếp để mọi người nhìn nó dễ dễ trực quan dễ hơn. Thì đầu tiên mọi người sẽ vào trang chủ của Adobe và tìm đến Adobe Cloud, sau đó mọi người download. Thì ở đây phần download thì mọi người ấn download này. Cái phần mềm này hoàn toàn miễn phí vì nó là cái thư viện chứa tất cả các phần mềm của Adobe và mình có thể hoàn toàn sử dụng miễn phí cái này được. Thì mọi người vào đây download, download xong đó mọi người cài đặt, không cần crack gì cả. Sau khi cài đặt thì mọi người đăng nhập. Thì mọi người chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc tài khoản Gmail là được, không phải cài đặt gì vì nó được tự liên kết rồi. Sau khi đăng nhập xong thì mọi người vào Photoshop và mọi người sẽ vào Windows và mở phần Library lên. Thì đây là cái phần Library, thư viện Photoshop của mình, và trong này thì mình có rất là nhiều các mục con khác nhau. Ở đây mình có rất nhiều mục con khác nhau nhưng mà chủ yếu mình đang sử dụng mục số 2 này. Thì trong mục số 2 này mình đang sử dụng này, có mục Hàn Quốc này, nhẹ nhàng Trung Quốc, Vintage, rồi Tibo, Fashion, mẫu album. Đấy thì giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng và cách end những dữ liệu này vào đây như thế nào. Thì mọi người chú ý này, đầu tiên thì mình phải có dữ liệu đã, mình phải có dữ liệu đã, sau đó mình end vào đây thì mình có cái để sử dụng. Thì ở đây mình sẽ tìm một cái mục dữ liệu là chứa file đây, ví dụ như mình tìm vào cái mục Hàn Quốc thì ở đây mình có một số BD Hàn Quốc thì mình sử dụng như thế nào. Đấy thì ở đây mình sẽ sang phần layer thì mọi người thấy này, ở đây mình có các layer, những adjustment layer. À, để làm màu Hàn Quốc thì mình có thể lưu trữ lại những cái này lên thư viện Photoshop, sau này mình thích thì mình chỉ cần play nó ra là được mà không phải mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như vừa nãy thì mình phải vào từng thư mục và mình kéo ra, sau đó mình lại copy mình paste, mà cái file này là một file dung lượng thấp nên là mình khi mình copy nó rất là nhanh ấy, hoặc là mình kéo ra Photoshop nhanh. Còn những dạng file BD, những adjustment layer mà nó dài ấy, thì có thể dung lượng lên 1 đến 2 GB, thì khi mọi người làm như vậy thì mất rất nhiều thời gian, mình phải đi tìm rồi sau đó lại cho phải chờ đợi rất mất nhiều thời gian, nhưng nếu mọi người sử dụng trên cái Library này trở nên cực kỳ nhanh. Thì ở đây mình sẽ mở library lên và mình kéo phần layer ra. Thì ở đây mọi người chỉ cần thêm một cách kéo thả thôi, và đầu tiên mình sẽ đổi tên này. Ví dụ ở đây mình sẽ đổi tên là Hàn Quốc chẳng hạn. Đấy thì mọi người sẽ quăng vào đây, thì khi mọi người thả vào đây này thì nó sẽ không tự chui vào mục Hàn Quốc ngay mà nó sẽ tạo ra một group mới. Thì mọi người sẽ kéo này, di chuyển và kéo nó vào cái mục là Hàn Quốc chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ di chuyển vào mục Hàn Quốc là nhẹ nhàng này. Trung Quốc à. Đấy thì ở đây là Hàn Quốc, đấy thì mình chỉ cần kéo ở đây là xong. Đấy thì mọi người thấy khi mình kéo Hàn Quốc này thì lập tức nó chui vào mục Hàn Quốc. Và sau này mình sử dụng cái này nó rất là nhanh. Và khi mọi người đã thả vào đây thì nó lập tức được up lên Adobe Cloud, và cái máy tính khác đang đăng nhập cái tài khoản này thì đã có sẵn cái dữ liệu bên này cạnh này và dùng cực kỳ nhanh. Đấy thì ở đây mình sẽ tắt cái tấm hình này đi. Và mình sẽ tắt cái layer này đi và mình play ra cho mọi người xem. Đây mình sẽ tắt đi. Đấy mọi người chú ý này. Đấy thì ở đây mình chỉ cần vào layer ra thôi. Thì mình tìm kiếm xem là vừa mình có di chuyển đúng chưa. Đây Hàn Quốc đây. Mình sẽ thả từ từ để đến cái mục Hàn Quốc. Đấy thì đây trong mục Hàn Quốc này có mục Hàn Quốc nhỏ vừa mình đánh thì ấn đây. Mình ấn. Ở đây mình chỉ ấn paste ra thôi. Ấn paste ra. Đấy. Thì cái lập tức cái layer này sẽ hiển thị lên tấm hình này. Rất là nhanh đúng không? Mình chỉ ấn play phát là nó ra luôn. Những ấy trước mình layer có nhiều đến mấy thì mình cần play ra là ra thôi. Ở đây mình sẽ làm thêm một cái tấm hình nữa để mọi người nhìn thấy rõ ràng hơn. Ví dụ như cái tấm hình này thì hôm trước mình có sử dụng, mình làm màu trên tấm hình này rồi và bây giờ mình đã lưu lại ở đây. Thì ở đây hôm trước mình lưu là tông vàng xanh này, thì mình ấn play vàng xanh này. Đấy khi mình ấn tông vàng xanh này lập tức nó ra này. Thì ở đây nó ra cả Tibo luôn, cả mẫu Tibo mình đã cho lẫn vào đây, hay cả màu sắc này, những ấy trước mình layer hay là loi này, loi thì ảnh ảnh dọc thì giờ mình xoay ngang ra thôi. Đấy thì ở đây có những adjustment layer có sẵn. Đấy thì cái việc edit của mình trở nên rất dễ dàng. Khi mà người làm như vậy thì những adjustment layer này nó giống như những cái preset mà người đang sử dụng trên Camera Lightroom thôi. Nó là tối ưu quá trình sử dụng của mình trên Photoshop, nó blend màu cực kỳ nhanh và là không khác gì trên Lightroom và Camera Raw. Tại sao người Trung Quốc đến bây giờ người ta vẫn hoàn toàn sử dụng những cái này? Vì người ta rất là hiểu và người ta sử dụng cái thư viện Photoshop này từ bắt đầu mới có thư viện luôn. Và những lớp layer này thì người ta cứ làm dần, ví dụ ra đây người ta cứ edit lại hoặc người ta làm lại dần, nên là tại sao mọi người nhìn thấy nhiều lớp layer là như vậy, chứ không thể lúc nào người ta vào người ta tìm từng thư mục người ta mở ra khoảng tận 2 GB mà mở ra thì mất rất nhiều thời gian. Đấy thì bằng cách cho lên thư viện Photoshop thì mình sửa lại
Nó cực kỳ nhàn. Đấy, ví dụ cái mẫu phông chữ này mình thấy không phù hợp. Hôm trước mình có tạo một cái mẫu phông chữ riêng cho cái ảnh này rồi. Thì ở đây mình có để in được tình yêu đây. Mình sẽ bật lấy ra. Đấy thì mình di chuyển này. Di chuyển đặt ở phần nào phù hợp. Ok. Đấy như vậy thì mình đã hoàn toàn sử dụng blend một màu tấm hình cực kỳ nhanh này. Cách anti-bo cũng cũng trở nên rất là dễ dàng. Thì đấy là toàn bộ cái quá trình sử dụng trên cái thư viện Photoshop. Mọi người có bất kỳ một cái thắc mắc, cái khó khăn nào thì mọi người comment xuống cái link video này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục đó. Và mọi người nhớ là với bản thư viện Photoshop này thì không phải bản Photoshop Crack nào cũng dùng được. Hiện tại thì mình đang sử dụng trên bản 2018 nó rất ok. Còn trên 2019 thì mình cũng chưa sử dụng được. Nếu mà anh em nào Crack được thì có thể hướng dẫn comment xuống là chỉ cho mình cái bản cài đặt của C019 hay là của những bản Photoshop khác nó phù hợp. Chào tất cả mọi người.